thuộc địa bàn xã Xà Phìn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Dinh thự họ Vương là khu biệt thự cổ của Vương Chính Đức, người duy nhất được đồng bào nơi đây suy tôn là vua Mèo. Cai quản 4 huyện, Quản Bạ, Yên Minh, Mèo Vạc và Đồng Văn vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Được xây dựng vào năm 1919 và hoàn thành năm 1928. Toàn bộ dinh thự có diện tích gần 3.000 m², nằm trên một khu đất nổi cao như hình mai rùa giữa thung lũng. Xung quanh là một dải núi hình vòng cung tạo nên địa thế phòng thủ kiên cố. Dinh được bao bọc bởi hai bức tường thành xây bằng đá, dày khoảng 60cm đến gần 1m, cao từ 2,5 đến 3m. Cả hai vòng thành đều được bố trí nhiều lỗ châu mai. Đoạn đường dẫn vào dinh thự dốc thoai thoải, được lát bằng những phiến đá lớn, vuông vức bằng phẳng. Hai bên là hai hàng cây sa mộc cao vút thẳng tắp. Tiến lại gần hơn, chiếc cổng của dinh hiện lên bề thế với những đường nét chạm trổ tinh tế. Bước vào bên trong, khu dinh thự thu hút du khách bởi kiến trúc độc đáo, có sự ảnh hưởng của ba nền văn hóa, Trung Quốc, Pháp và người Mông Việt Nam. Được dựng bằng đá xanh, gỗ thông, gỗ pơ mu và ngòi đất nung, toàn bộ khu dinh thự có 3 khu là tiền cung, trung cung và hậu cung, bao gồm 4 tòa nhà ngang và 6 tòa nhà dọc, với tổng số 64 phòng dành cho 100 người ở. Các phòng được bố trí tựa như một thành quách thù nhỏ, rất kín đáo và vững chãi. Giữa các dãy nhà gỗ 2 tầng khép kín là một khoảng sân rộng đầy ánh sáng. Bao quanh khu nhà là vườn cây với nhiều loại cây như sa mộc, quế, đào, lê. Dinh còn có 2 lô cốt để phòng thủ, có kho để cất giữ tài sản. Một trong những nét đặc sắc của dinh thự là nghệ thuật điêu khắc tinh xảo. Nhiều chi tiết được chạm khắc cầu kỳ, khéo léo, mang các biểu tượng thể hiện sự phồn vinh hưng thịnh. Năm 1993, dinh thự nhà Vương được nhà nước công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia, thu hút rất nhiều du khách đến tham quan và tìm hiểu.